Hello, xin kính chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình mới thuê được một chị có sĩ rất là xinh đẹp. Quá chuẩn luôn. Nhưng mà chị nhà thì không giống cái tiếp xúc với cái cameraman, đó là tiếp xúc với màn hình đó anh em. Để gửi tặng đến tất cả mọi người một bài hát bolero. Nói trong bài này rất là trữ tình luôn, mà là tình yêu trở lại đang sâu. Thì mình đi lùng nghề anh em, có những anh một show anh kêu mình trẻ quá, không biết đánh mấy cái nhọc trữ tình những co này kia anh em, biết mấy cái nhọc dịch giật 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 kinh kịch á. Bây giờ hôm nay mình sẽ đánh một bài hát và thêm một chị ca sĩ rất xinh đẹp để cho tất cả mọi người cùng lắng nghe nha. Một tình yêu trở lại đây show xin được phép bắt đầu. Vô. Đến khi ban đầu, bây giờ